Tôi biết lý do của micro rồi. Bởi vì chúng ta chồng ba cái micro lên làm một, thế chúng nó hút lẫn nhau. Xin cha Hiếu bỏ micro này xuống một tí. Vâng, nó kêu rất lớn. Dear friends, I think I do not need to speak English because all of you can understand Vietnamese. So, con chỉ nói tiếng Việt thôi, cho đỡ tốn thời gian. Vâng, kính thưa quý ông bà anh chị em, đặc biệt có cha Giuse Hiến, cha Hiếu, quý anh chị em trong gia đình Tang Quyến, một số rất ít được hiện diện nơi đây. Thế nhưng mà chúng ta có rất nhiều anh chị em hiệp thông qua online, cách riêng bởi yêu mến gia đình chúng ta, yêu mến ông Giuse để dâng lễ cầu nguyện cho ông hôm nay. Gia đình hiện diện nơi đây tôi nhìn thấy có thể đếm được trên tay. Gia đình anh chị Trang Thuận và các cháu, anh chị Trí Bích và mỗi cháu Liam mà thôi. Rồi gia đình anh chị Thành có các cháu, gia đình Phương Thanh và các cháu, cũng như gia đình Phương Thảo và các con. Quý ông bà anh chị em thân mến, chúng ta hiệp nhau nơi đây bằng tình mến để dâng lễ cầu nguyện cho một người chồng, đó là bà Hoa, thôi gọi rất thân thương là bà Đắc, cho cầu nguyện cho một người bố, một người ông, một người bạn, một người tín hữu rất yêu kính mới vừa được Chúa gọi về nhà cha. Ông Bùi Minh Đắc, một trong những người kỳ cựu trong đoàn người di cư đi tìm miền đất tự do trên đường, đặc biệt trong thời gian đầu rất gian nan và đầy thử thách. Nhưng có lẽ bài học gian nan thử thách ấy đã phần nào làm nên con người của ông Giuse Đắc. Và có lẽ những khó khăn đó đã nhắc nhở ông suốt cả một đời, để rồi ông có kinh nghiệm ngày hôm nay lên đường để đi tìm miền đất hạnh phúc tự do viên mãn đích thực hơn, đó là nước trời. Chính vì thế khi về để mà đồng hành với cộng đoàn này tại đây, tôi đã nhận ra ông Giuse Đắc là một người rất dễ mến. Dẫu không còn khỏe như trước, ông có thể cộng tác với cộng đoàn với thời kỳ cha Giuse Tiến, cha Hưởng, rồi đến cha Raphael Thiện. Nhưng khi tôi về đây thì ông đã cạn sức rồi. Thế nhưng đâu phải vì cạn sức mà ông không còn gắn bó nơi đây. Ông thường đến đây, kể cả cách đây khoảng một tháng hơn, bà dẫn ông đến đây và tôi đã hỏi ông bà đi đâu đấy, lúc đó không phải giờ lễ, thì ông bảo ông thích về đây để thăm cái chốn này, cái chốn mà ông rất gắn bó. Tôi thích nhất cái tiếng nói của ông. Gặp đường xa thì đã nói rất to, rất rõ, chào niềm nở vui vẻ. Cho nên trên mặt ông bao giờ cũng là nụ cười, chứ không phải là nét mặt buồn. Trong thời gian ông lâm bệnh, ông vẫn nhớ đến cộng đoàn. Khi mỗi lần tôi được gia đình mời đến thăm ông, thỉnh thoảng ông nhắc về cộng đoàn này. Năm ngoái khi đức cha Mark Edgewood đến đây để sống với cộng đoàn, để chia sẻ công việc mục vụ với tôi và để gặp gỡ hết tất cả mọi hội đoàn nơi đây, thì tôi đã dành một số thời gian để chở đức cha đi thăm viếng các cụ lớn tuổi khắp nơi, trong đó có ông bà Đắc. Và khi mà ông đến,
Thì chắc bà còn nhớ kỷ niệm đó. Ông Đức Cha vui lắm. Ông Đức Cha vui là bởi vì thấy ông bà Đắc rất là niềm nở đón Đức Cha. Thế nhưng mà có một cái hay, đó là ông Đắc ông thấy Đức Cha nhưng mà không vồn vã với ông Đức Cha, mà lại rất quan tâm đến tôi, mặc dầu chỉ là một linh mục gọi là tép riu. Thế nhưng mà ông có cái hay ở chỗ đó. Chính vì thế khi mà rời gia đình, lên xe đi đến một nhà khác, thì Đức Cha đã nói với tôi như thế này: Đắc là một người quảng đại, dễ thương và đạo đức. Đặc biệt Đắc trông có vẻ yêu mến, quý trọng cha thì phải. Nghe vậy thưa anh chị em, ai mà chẳng vui. Tôi rất hạnh phúc, bởi đó là những nét độc đáo, là biểu tượng của truyền thống người Việt Kitô giáo của chúng ta. Mà khi Đức Cha Mác đến thăm và gặp gỡ được một con người như thế, thì không còn cần ai khác, một mình ông thôi cũng đủ giới thiệu cả một cái truyền thống đạo đức thánh thiện của người Kitô giáo Việt Nam của chúng ta. Tôi cảm thấy quý hơn tất cả mọi thứ, cũng như không cần phải làm gì điều gì khác để giới thiệu với Đức Cha. Tôi không cần nói nhiều, mà mỗi một cử chỉ toát ra được nơi con người như ông Giuse Đắc, thì tôi đã như giới thiệu được tất cả người Việt Nam của chúng ta cho một ông Đức Cha không phải là người Việt rồi. Vâng, chính bản thân tôi cũng cảm thấy điều đáng quý ấy. Ông Đắc cũng như các cụ trong cộng đoàn của chúng ta rất yêu mến giáo hội, yêu mến nhà thờ, yêu mến anh chị em cộng đoàn, cho nên không bao giờ thuộc phe nào cả. Đối với ông Đắc, ngay từ đầu tôi về, cha nào cũng là phe ông cả. Mà có lẽ một ông chỉ một phe duy nhất, đó là phe Đức Kitô. Rất tuyệt vời thưa ông bà anh chị em. Một vài kỷ niệm đó tôi muốn chia sẻ với cộng đoàn, với tang quyến, để chúng ta nhớ lại trong cái những ngày mà chúng ta tham dự các thánh lễ an táng, hay có những lời cầu nguyện như thế này: Lạy Chúa, xin dâng lên Chúa cuộc đời của người con cái của Chúa vừa mới được Chúa gọi về. Xin cho những công việc tốt lành của ông ấy, của bà ấy đã làm khi còn sống được mọi người nhớ và tiếp tục thực thi trong cuộc sống. Những công việc tốt lành đó không phải là những đóng góp to lớn cho cộng đoàn, những tiếng tăm để đời, nhưng là cách sống theo gương sống bám chặt, đi sát với cha trên trời, với gia đình, những người anh chị em xung quanh. Sống cho Chúa, sống cho tha nhân, Chúa đâu có đòi hỏi chúng ta nhiều đâu. Ngài tóm gọn tất cả lề luật giới răn của Ngài có hai điều đó thôi à: mến Chúa và yêu người. Bởi sống cho người khác, thưa anh chị em, không ai tránh được thiệt thòi, thua lỗ cho bản thân mình. Bởi vì khi đã cho người khác, vì người khác, thì bản thân mình phải đánh đổi. Đó chính là ý tưởng của tin mừng mà gia đình chọn đọc trong ngày lễ an táng ông Giuse Đắc hôm nay. Bài tin mừng hôm nay nói rằng đã đến giờ con người được tôn vinh. Giờ mà Chúa nói Ngài được tôn vinh, thưa anh chị em, làm cho chúng ta liên tưởng đến cái ngày Ngài được tôn vinh khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, mà dân chúng tròn xoe đôi mắt đi theo năn nỉ xin Ngài làm vua cho họ. Ngày Ngài được tôn vinh, chúng ta liên tưởng đến ngày, cái ngày mà nhiều người đã vây quanh kín Ngài để nghe Ngài giảng. Và đã có một người phụ nữ chịu không nổi, đứng dậy giữa đám đông và nói rằng: phúc cho cái dạ nào đã cưu mang thầy, phúc cho cái vũ nào đã cho thầy bú. Ta tưởng rằng ngày đó là ngày Đức Giê-xu được tôn vinh. Giờ Chúa được tôn vinh làm cho chúng ta liên tưởng đến cái giờ Chúa được đám đông trọng vọng
la hét đi theo, bẻ cành, lấy áo, lót đường cho Chúa đi vào thành thánh, và tưởng rằng ngày đó là ngày Ngài lên làm vua, ngày mà Chúa nói con người được tôn vinh. Thưa anh chị em, ta tưởng là ngày Chúa được các môn đệ mến yêu vô cùng, nhiều người đi theo đông đúc, và họ nói rằng chưa có một vị tiên tri nào giỏi giang như ông Giê-xu này. Không, thưa anh chị em, tất cả những thứ đó chỉ là vinh quang của miệng đời, của người đời ban tặng thôi. Vinh quang thật và giờ được tôn vinh thật là một khung cảnh khác, một thời khắc khác. Đó chính là giờ thế gian bị tối tăm bao trùm, giờ chiếc màn trướng trong nhà thờ, đền thờ Jerusalem bị xé ra làm đôi. Nơi Chúa được tôn vinh không là thành thánh Jerusalem trong cung điện nguy nga, nhưng là đồi sọ hoang vắng ngoài thành. Long sàng của người được tôn vinh, đặc biệt nơi Đức Giê-xu, không là những nơi sang trọng, mà đó là thánh giá. Vương miện mà giờ Chúa bảo là Ngài được tôn vinh không là vương miện nệm vàng, bạc, đá quý, mà đó chính là mão gai. Dân hầu hạ quanh Ngài không phải là tầng tầng lớp lớp gươm giáo chỉnh tề, mà đó chỉ còn là một mình mẹ hiền đau đớn dưới cái xác con treo trên thập tự giá. Đó là người môn đệ sau chót cuối cùng duy nhất là Gioan. Hạt lúa gieo vào lòng đất có thối đi, có chết đi mới sinh nhiều hoa trái. Chính Chúa Giêsu đã nói như thế về Ngài khi rao giảng về cho chúng ta, để chúng ta có thể tìm được con đường mà về với Cha trên trời. Chính Đức Giêsu đã chấp nhận như hạt lúa mì bị lu mờ đi, bị chịu sỉ nhục, bị hiểu lầm, bị kết án oan sai, và cuối cùng lùi vào trong huyệt đá lạnh. Nhưng nào đâu có phải là cái huyệt đá sang trọng của Ngài, mà là cây ngôi huyệt được mượn đỡ của một người khác. Vâng, thưa anh chị em, Ngài nói giờ đó chính là giờ vinh quang của Ngài. Ông Giuse Đắc hay bất cứ ai trong chúng ta cũng vậy. Chúng ta đều hiểu rõ chỉ có hai con đường để đi: hoặc theo Chúa trên con đường khổ giá, chọn lấy cái vinh quang tàn tệ trước mặt người đời, mà sau đó mới được đổi lấy cái vinh quang thật trong nước trời, hoặc né tránh Ngài để chọn con đường đi thanh thang. Tôi với cái nhìn rất hạn chế, nhưng cũng thấy được nơi ông Giuse Bùi Minh Đắc, dẫu qua một đời tần tảo nuôi con, đến lúc nhìn thấy tương lai của con cháu hạnh phúc, đạt được địa vị, đạt được công ăn việc làm tốt, thì chính lúc đó ông nhìn cái đầu của ông cũng còn có mấy sợi tóc, răng cũng đã rụng, rồi mắt cũng đã mờ, lại thêm căn bệnh của tuổi già hoành hành cái xác của ông, còn đâu mà hưởng thụ, còn đâu mà sung sướng. Cái sung sướng của ông đáng được hưởng thời trai trẻ thì đã nhường hết cho vợ con, cho cháu chắt, cho gia đình, cho cộng đoàn, cho những người xung quanh mất rồi. Nhưng ông vẫn lạc quan, vẫn tin tưởng, vẫn luôn khuyên dạy con cái bám lấy Chúa. Nếu có bị thiệt thòi cũng đừng lo. Ông luôn khuyên dạy con cái hãy dùng của cái đời này mà mua lấy bạn hữu nước trời. Đó là bằng chứng ông Giuse Đắc không còn sống cho chính mình. Ông sống cho Chúa, sống cho con cái cháu chắt, sống cho tha nhân. Đó chính là một sự lựa chọn. Tôi có thể nói được là lựa chọn liều lĩnh. Thà mất mọi sự ở đời này còn hơn mất sự sống đời đời. Cái điều mà chúng ta, tôi nhắc lại là lời nguyện mà chúng ta nguyện, đó là xin cho chúng con biết noi gương những gương lành của những người đã qua đời để lại, cho thế hệ sau noi theo, không cần theo nhiều,
không cần gương gì đâu cả, mà chính cái nếp sống, sống cho người khác đó cũng đủ cho chúng ta học cả một đời, thưa anh chị em. Ông quả là một hạt lúa bị thối đi, chấp nhận mục nát, lùi vào trong cuộc đời này để sinh nhiều hoa trái. Hoa trái ấy chính là con cái, hoa trái ấy chính là tiếng thơm, hoa trái ấy chính là những gì ông để lại cho cộng đoàn này. Vâng, thưa anh chị em, hôm nay tôi muốn cùng với anh chị em, chúng ta cùng nhau đi lại đoạn đường của Chúa Giêsu đã đi xưa, để cùng nhau suy gẫm về cuộc đời của người thân của chúng ta là ông Giuse Bùi Minh Đắc, để chúng ta thêm vững tin vào Chúa rằng những giọt nước mắt của chúng ta rơi xuống hôm nay đừng để là những giọt nước mắt buồn sầu, nhưng hãy là giọt nước mắt cùng với ông Giuse tạ ơn Thiên Chúa vì ông đã kết thúc cuộc đời của mình trong thơm thảo. Và chúng ta tin chắc rằng chúng ta đã được một mẫu gương để noi theo nếu dẫm theo con đường đó mà đi, bởi vì ông đã dẫm trên con đường của Đức Giêsu mà kết thúc cho chặng đường thế gian của mình. Chúng ta noi gương ông, và giờ đây chúng ta cũng nên nói với ông một điều: ông Đắc ơi, chúng tôi cảm ơn ông rất nhiều, ông đã làm gương cho chúng tôi. Hẹn gặp ông mai sau trên nước trời. Amen.